Đây là Giàng Thị Thư, 19 tuổi, cô gái dân tộc Mông đến từ Sapa, Lào Cai. Ước mơ của em là mở một tiệm bánh ở quê nhà để bà con ai cũng được thưởng thức bánh ngon. Ước mơ đó có thể mãi chỉ nằm trong suy nghĩ bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng một cánh cửa đã mở ra. Trường này học là không mất học phí, với cả là nhà trường nuôi ăn ở. Em cũng có một chú học đây, chú ra trường, chú bảo là các thầy cô rất là thân thiện, dạy nhiệt tình, nên là em quyết định em xuống đây học. Không chỉ Thư mà năm học này, hơn 50 em học sinh dân tộc thiểu số, các em ở trung tâm bảo trợ xã hội hay các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác đã có cơ hội được học nghề miễn phí ở ngôi trường hoa sữa này. Hiện tại bây giờ nhà trường đang có cái đối tượng tuyển sinh từ 15 tuổi trở lên, sẽ đào tạo cho các bạn về một cái nghề để làm sao mà các bạn ấy tự hai bàn tay của mình, tự nuôi sống được bản thân của mình cũng như để hỗ trợ cho gia đình của mình. Đây là lớp học làm bánh. Mùi thơm của bột, của hoa quả khô cuốn hút bất cứ ai khi bước vào. Thế nhưng, những cô cậu học trò đặc biệt này lại phải tập trung cao độ để lĩnh hội được hết kiến thức. Đây là quyển vở sổ để em ghi chép nguyên liệu em làm trong lớp bánh ạ. Đây là công thức bánh mì đen, đây là bánh vỏ bánh của bánh su kem, bánh mì phô mai tan chảy. Khi học xong mà em vẫn được thưởng thức các loại bánh mà mình làm. Một nửa còn lại thì các bạn sẽ cắt tiếp, để ngang rồi, duy để dọc lát. Còn đây là lớp học kỹ thuật chế biến món ăn Á. 12 năm gắn bó với ngôi trường, cô Thủy chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Có rất nhiều là những cái gia vị và cái nguyên liệu đối, ngay kể cả như món hôm nay, món nem có tôm thịt thì là nhiều các loại rau thơm các bạn cũng chưa được biết đến. Có một số rau em không chưa được biết là chưa được nghe bao giờ. Rau này chị ạ, chưa biết bao giờ đấy. Bây giờ biết chúng nó là rau hẹ. Các bạn sẽ cho lá hẹ kẹp vào bên dìa. Những cái buổi học ngay buổi đấy các bạn cũng có thể là sau một lúc đã quên ngay được những cái, những điều mình đã nói. Thì nhiều lúc thực sự là rất là lạn. Nhưng mà vì cái tình thương và tình yêu đối với các trò nên là vẫn tiếp tục dạy chậm chậm lại và hướng dẫn lại, tìm bỉ thêm để các em có thể nhận biết một cách rõ nhất. Gần 30 năm qua, biết bao thế hệ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã tự tin bước ra cuộc sống từ ngôi trường mang tên Hoa Sữa, ngôi trường từ sự tử tế.